Mưa lũ những ngày qua đã gây ra nhiều thiệt hại lớn. Chính quyền các địa phương cùng với người dân ở vùng tâm lũ đang khẩn trương để khắc phục thiệt hại, xử lý sự cố giao thông, tổ chức quyên góp hỗ trợ đồng bào mất nhà cửa. Trong khi đó thì nhiều tuyến đường bị sạt lở hiện cũng đã được thông xe. Theo Bộ Giao thông Vận tải, các tuyến quốc lộ 279, quốc lộ 4H2, quốc lộ 4H sau nhiều ngày nỗ lực khắc phục hiện đã được thông xe trở lại. Còn theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, cơ bản các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ ở Tây Bắc đã được khắc phục tạm thời để thông xe. Chỉ còn lại một số huyết mạch vẫn chưa thể khắc phục xong do bị sạt lở quá nặng. Ở một số nơi do mưa lũ vẫn tiếp diễn nên việc sửa đường gặp nhiều khó khăn. Đến thời điểm hiện tại, tổng số người bị thiệt mạng do mưa lũ là 22 người. Hà Giang 5 người do sạt lở đất đá vào nhà sập và lũ cuốn trôi. Lai Châu 16 người do sạt lở đất đá vào nhà sập và lũ cuốn trôi. Quảng Ninh 1 cán bộ công an do lũ cuốn trôi. Số người còn mất tích là 9 người, 16 người bị thương. Thiệt hại về kinh tế tại 8 tỉnh ước tính là khoảng 457,8 tỷ đồng.